VAR gây tranh cãi trong trận thua của Arsenal. Rạng sáng ngày 27 tháng 4, tổ trọng tài bị chỉ trích khi từ chối cho Man City hưởng phạt đền trong trận gặp Arsenal ở phút thứ 3. Phút thứ 3, một tình huống lộn xộn diễn ra trong vùng cấm Arsenal sau pha xử lý thiếu an toàn của Aaron Ramsey. Kevin De Bruyne ập vào, chuẩn bị dứt điểm nhưng bị Thomas Partey đẩy ngã. Video làm chậm cho thấy tiền vệ người Ghana đã có tác động với ngôi sao bên phía chủ nhà. Tuy nhiên, cả trọng tài chính Michael Oliver và các trợ lý đều im lặng. Đó rõ ràng là một quả phạt đền, một cổ động viên bức xúc. Một quyết định như trò đùa của tổ trọng tài. Người thứ hai cho biết, có lẽ ông Oliver không muốn Arsenal sụp đổ quá sớm, một cổ động viên bình luận. Sau khi thoát phạt đền, Arsenal cố gắng đẩy cao đội hình nhưng lại để thủng lưới sau một pha phản công sắc lẹm của nhà đương kim vô địch. Phút thứ 7, Erling Haaland làm tường ấn tượng để Kevin De Bruyne thoát xuống, tung cú sút từ ngoài vùng cấm, mở tỷ số. Sang hiệp 2, tiền vệ sinh năm 1991 tiếp tục chọc thủng lưới Arsenal, cũng từ đường kiến tạo của Haaland. De Bruyne chứng tỏ duyên ghi bàn vào lưới pháo thủ. Trong sự nghiệp, cựu sao Watford đã có 8 lần xé lưới câu lạc bộ thành London, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào anh từng chạm trán. Cú đúp của De Bruyne và bàn thắng của John Stones, Erling Haaland giúp Man City đánh bại Arsenal 4-1. Đây là lần thứ 8 liên tiếp tại Etihad, đoàn quân của Pep Guardiola nhấn chìm Arsenal. Lúc này, mọi lợi thế trong cuộc đua vô địch đều đã nghiêng về thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Citizen đang kém Arsenal 2 điểm nhưng còn trong tay đến 2 trận chưa đấu.